màu khỏe lên nha. Đó, màu khỏe lên thì đây là hiệu ứng của đèn Audi A11 nha. Thì đặc biệt cái đèn Audi A11 này á, nó có rất là nhiều hiệu ứng và rất là nhiều màu, và mình có thể điều chỉnh qua điện thoại được luôn nha. Như trước màn hình của mọi người đang xem á, thì đầu tiên là cái mí, đèn đề mi nè mọi người. Đó, đèn đề mi và đèn xi nhan. Ở đây mình dùng tất cả là Audi A11 luôn nha. Đây mình sẽ bật xi nhan cho mọi người xem. Đó, đây là xi nhan nha. Thì đây, mọi người xem nè, nó chạy rất là đẹp. Cái mẫu đèn này led cực kỳ sáng nha mọi người. Đó, và đi kèm với cái bộ đèn là tinh ton nè mọi người. Mọi người khi mà đá xi nhan nó kêu tinh ton nè. Đó. Rồi. Mình đá bên phải nè. Thì nó có tiếng tinh ton nha. Rồi, tiếp theo là cái bộ đèn này mình thiết kế thêm một cái mặt đó mọi người xem nè, hai giắc nha mọi người. Đó, nó sẽ nháy như thế này là đèn tín hiệu cảnh báo nha. Đó, ưu tiên đó mọi người. Rồi. Rồi, cái phần đèn này mình có thể điều chỉnh qua app điện thoại được luôn nha. Đây. Đây, ví dụ mọi người muốn đổi màu ha. Đây, mình quay ngược điện thoại cho mọi người xem, đổi màu nè. Đó, đỏ nè, vàng nè, xanh nè. Ở đây rất là nhiều màu thì mình có thể tùy chỉnh thôi. Đó, mỗi ngày mình đi một màu đều được ha. Rồi, phần hiệu ứng thì nó cũng có rất là nhiều hiệu ứng. Phần này là xi nhan. Rồi, mình đổi màu, đổi màu qua điện thoại được. Rồi, phần tiếp theo là mình sẽ cho mọi người xem cái phần đổi màu xi nhan ha. Xi nhan thì cũng đổi màu như thế này nè. Đổi màu được luôn nha. Đó, nhiều màu luôn. Mình thích đi màu nào thì mình đi. Rất là nhiều màu. Rồi, hiệu ứng thì mình có thể chọn hiệu ứng nè. 1 nè. 2 nè. 3, 4, 5. Rất là nhiều hiệu ứng. Ở đây hiệu ứng luôn viên nè. Mình cũng rất thích này, hiệu ứng luôn viên như thế này. Đó. Rồi, khi mình đi xi nhan chẳng hạn thì mình cũng có thể chọn được. Ví dụ ở đây mình để xi nhan qua đi ha. Mình có thể chọn được cái mẫu này nè. Đây là cái mẫu cái bộ đèn Audi A11 này, đặc biệt thì mình có thể dùng cái hiệu ứng như zin nha mọi người. Đó, nó chớp như zin nè, hoặc là hiệu ứng số 2. Đây, chạy chậm hơn thì nó cho mình chạy chậm hơn. Rồi, hiệu ứng số 1 nó sẽ chạy quét luôn. Đó, đây chậm quá nè, có thể chạy nhanh lên một chút. Đổi màu khác, màu nào cũng được nha. Ok, mình giới thiệu sơ cho mọi người xem cái bộ đèn Audi A11 này thôi. Mọi người muốn biết thêm thông tin thì gọi vào số hotline 0555